Alamaz. Alamdana E. Omas. Omas. Alamaz. Omas. Hello. Và quay trở lại với trận đi đấu này thôi, trận đi đấu thứ hai của series đầu tiên. Và xin chào 202 anh em nhá. Bá Trai Nguyễn Tiến Bịp nhá. Và Phan Tiến Bịp anh em. Bá Trai Nguyễn Lực nhá. Ở nhà xem và Hà Đá Líp đầy á. Đó ra anh nghĩ là các cái thủ chuyên nghiệp chắc là không không chơi trò đấy đâu anh em ơi. Và cảm ơn anh em đã nhắc nhở nhá, nhưng mà em nghĩ là chắc là không đến mức độ đấy đâu. Và nhiều khi anh em đang nghi quá mình sẽ nghĩ vậy. Và thật ra các thủ chuyên nghiệp thì ai lại chơi kiểu đấy. Thật ra đến cả em, nhiều khi em chơi với anh em kiểu bạn bè, chơi kiểu ngồi gần nhau cũng không bao giờ kiểu đá nhau, cứ đánh thôi. Và đây là map Egypt dành cho thầu. Một map đầu có quả phụ luôn rồi, vàng trong luôn. Và cảm giác cái bài đầu Egypt đối đầu với con Persian, với cái bài đấu mà mình không được nhà như này thì có cái phần an ủi anh em ơi. Một phần an ủi khi mà chúng ta có thể bo được nhà sớm và có thể giữ dân và thủ P. Bảo Tranh Nguyễn Thực nhá. Bảo cái này em không rõ anh em ơi. Bảo thật ra thì đặc thù công việc của em là những cái ngày lễ và ngày cuối tuần thì là những cái ngày mà anh em khán giả được nghỉ nhiều. Mặc định là làm rồi không được nghỉ. Cũng không có khái niệm, không có định nghĩa gì là ngày cuối tuần với cả ngày lễ cả. Không biết có được 3%, 300% như anh em không? Khá là khó. Nhiều anh em công việc đứng cái ngày nghỉ lễ như này ta sẽ được ít công. Và nếu như hôm nay được 300% là ít đôi như này cũng ngon. Không biết như nào. Vì hôm nay ngày lễ mà anh em nhở. Và nói chung là mọi năm anh em hóng được ngày nghỉ lễ quốc khánh các thứ. Thậm chí là thích nghỉ, được nghỉ bù cơ. Nhưng mà năm nay anh em lại thích đi làm hơn. Không hiểu rồi. Đúng không anh em? Năm nay quá nhiều cái lễ để nghỉ rồi. Quá ngày nhiều ngày cuối tuần và quá nhiều ngày lễ để nghỉ. Bây giờ cảm giác nghỉ thêm một ngày 12 tháng 9 và anh em chỉ muốn đi làm. Và chào cô Đức Lê nhở. Vâng, chúc cô Đức Lê ngày mới vui vẻ nha cô ơi. Chào anh Trần Quốc Hùng nhở. Chào Đinh Thị Thanh, Đinh Thị Anh Cầm Cái à. Vâng, Đinh Thị Anh Cầm. Ok, chào Đinh Thị Anh Cầm nhá. Thoải mái luôn anh em ơi. Anh em thích chào anh em cứ thả comment vào. Em chào ngay. Vì hôm nay là 200, gần 300 anh em. Khả năng chào được hết. Vâng, cái tầm ép đời này đang rảnh mồm mà. Vâng, đánh chém thủ P thì cho thầu rồi. Mạnh hào lên đời như nào. Như vậy là vẫn chưa thấy dấu hiệu lên đời đến Nipper. Ngon đấy. Ok, chào anh Tuấn Phong, anh Phi Long nhá. Vâng, chào anh Lê Thu Huyền nhá. Chúng ta đang nghỉ Tết đây này ạ. À. Hôm nay thì nghỉ Tết kéo dài rồi. Vâng, cho anh em tháng 9 rất nhiều may mắn nhá anh em ơi. Hy vọng là dịch dã này sẽ qua sớm. Rồi một bài đấu mà Person lên đời không quá đột biến thì cho hào. Thế là thơm rồi. Bài này chỉ cần thầu em giữ được những cái hốc và đập một cái P thủ che thiên thôi. Chỉ cần đúng một cái P ra thôi, bài này đằng hào rất khó để lấy nhà mình. Một voi, hai voi. Như vậy là hai voi về cho game thủ Mạnh Hào. Hình như là ba voi thì phải. Một bài đấu ba voi. Hiện tại thì game thủ Mạnh Hào hình như là không biết đã có giò hay chưa. Nhưng hình như là một bài đấu mà hào đi giò lỗi.
Có thể trận này Hào là người đẩy gió lên trên hướng góc gần 12 giờ và tạt xuống. Rằng như vậy là Thầu thậm chí em đang người lên đầy 3 trước cả Person. Một lợi thế rất lớn ở trong map đấu này cho Thầu để em có thể giải quyết game thủ Mạnh Hào. Khi mà Person mất đi lợi thế đột biến của mình thì làm đơn vị quân rất liều tìu thôi, rất dễ trông. Đặc biệt là game thủ Thầu em đang cầm con Egypt mắc binh luôn. Phù tuyển, hỗn mã khỏe. Rằng đây là một bài đấu đánh chém đến từ game thủ người cầm Person. Không biết là đội bạn có dục dịch chuyển ai không khi mà cũng khá nhiều đồ ăn hoang đấy. Rồi con phù đầu tiên mình đã có. Làm ngay con giò. Con giò đầu tiên của Thầu ăn được rất nhiều dân của cái thủ Mạnh Hào rồi. Tên này con giò mình mất cũng được. Ok, cho anh Hân phát tài nhá. Cho anh Hân phát tài nhá. Và cho anh Lương Ngọc nhá. Chào tất cả anh em. Ok, cháu chào cảm ơn cô Đức Lê nhá. Chào anh Trần Quốc Hùng nhá. Và chào anh Tâm Thiếu Gia. Chào anh Thân Trung. Chào 400 anh em nhá. Còn một kèo đấu sáng ngày Quốc Khánh và anh em đang vào cổ vũ rất nhiều cho anh thủ Tiểu Bàn Thầu. Rồi tiếp tục phát hiện và khoáng thêm một đạo dân nữa của thủ người cầm Person. Hào đang có 5 con lạc đà tờ này. Nhà Thầu đang có 3p. Nếu như ba con phù này hoạt động tốt thì công lên tờ này thì khả năng Hào gãy luôn. Kiểu gì thì kiểu thì Person cũng sẽ cố gắng để có thể chuyển ra trước con Egypt thôi. Và chiếc bài này trông lạc đà bị con Egypt bằng giã phù lên là tím lịm. Không có gì chống phù cả rồi, Mạnh Hào đi sai. Vâng, tỷ số là 1-1 ở trong set đầu tiên.